Sới gì, tính xào hay tính gì chấm? Tính xào. Tính xào, một xào như vậy thì bao nhiêu tiền? Giờ như 450. 450. Không tính giờ mà tính xào hả? Tính xào. À. 450 500. Một ngày nó sới được khoảng chắc cả mẫu à? Khả năng được. Hả? Ngày mẫu. Mà mẫu sao chú thấy làm như sới cạn quá chứ? Đất rất cứng. Đất cứng. Cái đợt vừa rồi cháu trồng bắp đây lòi không? Được mấy triệu. Lời được mấy triệu hả? À. Hả? Gần chục triệu. Gần chục triệu hả? Là cái đám bắp này đây. Dạ. Mấy sao? Ba sao rưỡi. Ba sao rưỡi, kiếm gần chục triệu. Bắp Mỹ. Cũng ngon chứ ha. Rồi bông bên kia. Bông đi này trắng. Dạ, không, ý là bông mặt trời đó có, bông hương dương nó có lời không? Bên này. Ờ. Giống được hơn chục. Hơn chục nữa là 20, trong khi cháu làm mới có đâu có mấy tháng. 3 tháng. 3 tháng là kiếm được bao nhiêu? 20. 20 mà có, bây giờ bên này nữa. Hả? Chưa thu. À, có 20 à hả? 3 tháng kiếm 20 hả? Ăn thua đâu. 1 tháng kiếm 7 triệu à? 7 triệu. À, không ăn thua. Chưa ăn thua. Cái này mấy gì ta? Mấy cây gì ta? Cubota hả? Cubota 2 cầu. 2008 hả? 2006. Hello. 2601 hả? Nặng quá ha. Nặng quá ha. Sới nặng quá. Giật giật cái xe luôn. 2601 DT. Nó chạy mà cái máy nó muốn lì máy luôn. Cái máy này nhỏ hơn mấy khỏe à? Nhỏ hơn mấy khỏe 3.000. Mấy khỏe 3.000 luôn mà. 26. Đất cứng quá luôn. Cái này mà gặp lúc mưa thì sới ngon ha. Mưa thì nó cực. Mưa xong khoảng 2-3 bữa nắng à, cây mới được. Là sao vậy? Mưa cái mà phải nghe nó liên tục cái này mà nó dèo như kiểu vậy. À, như vậy à? Như vậy là đất khô là xây phay ngon không mà cái này cháu phay lại một lần nữa sao trồng mới ngon nè. Cháu phải phay lên nữa, đợt này phay lại đất nè. Hả? Phay đang phay khô chứ. À, cháu phay xong cháu để khô vài bữa cháu phay lại một lần nữa. Đúng. Cháu đánh nhuyễn ra một lần nữa. Tần hay tuần, phân tuần. Tần. Rồi đợt tới này cháu định trồng cái cây gì? Xuống bắp lại. Xuống bắp lại hả? Chú thấy bắp trắng bán cũng ngon cháu. Bắp trắng bán được. Hả? Cái suy nghĩ là không biết bắp Mỹ hay bắp trắng vậy. Thì bây giờ cháu làm một cái kêu bằng cái gì? Cái gì? Thả cái đồng tiền đó. Bây giờ cháu lấy đồng tiền cháu ghi bên này bắp Mỹ, bên kia bắp trắng. Nếu mà cháu thả xuống mà rớt xuống bắp Mỹ thì trồng bắp Mỹ. Nó giống kiểu mấy ông trồng đài trồng xanh. Bắp trắng hay bắp trắng. Đúng không? Cái thả xuống coi như xin keo á. Xin keo. Am ba la bù am ba la ba ba với xì bắp bị bắp chân bắp mì bắp chân bắp mì bắp chân bắp thả cái keng cái này. Nó xuống bắp mì trồng bắp mì. Nó là phải nghe à? Nói nữa. Chỉ khe đất cái nó nằm ở giữa. Nó nằm giữa. Là trồng hai thứ luôn, chia đôi ra. Chia đôi, là bỏ luôn. Một nửa bắp mì, nửa bắp trắng. Là bỏ luôn. Sao bỏ? Hai cái nó giao thoa lại thì thôi, lấy gì có hạt. À vậy hả? Cái hạt nó đâu có giống nhau nữa. À vậy à? Ngộ vậy ta, còn cái miếng bên kia họ trồng gì kìa? Cà pháo hả? Hái chưa? Hái được đôi ba tháng rồi. Nó sắp rụi phải không? Của ai thế? Nhỏ trên Bình Đốc. À. Bạn Bình. Ngày nào nó cũng hái hay sao? Đó, bên hái chưa. Khi nào nó hái chú tới chú quay phim nha. Mới hái xong được tiền. Hả? Mới bữa nữa, 2-3 bữa nữa. À, 2-3 bữa nữa hả? Hôm nay mình làm kênh nông nghiệp mới. Làm lại từ đầu. Hôm bữa bà Trang của Bình, Bình nó ít, ít quá. Thằng Bình bữa nay bật kiếm tiền được chưa? Chưa, mới ít, ít. À. Ôi, cái kênh nông nghiệp Việt Nam 63 của chú á, nói thiệt với cháu nha, mới có mấy chục cái clip thôi mà được bật kiếm tiền rồi. À, ít, rất mình là làm ít quen. Hả? Mình làm nó quen rồi. Nó quen với YouTube. Ý là mình với YouTube quen biết nhau rồi. Đúng không?
mình với YouTube quen biết nhau khi mà nó vô nó xem cho mình, à cái anh này của ông Sky TV đây nè, bật cho ông đi cho rồi, đúng không? Trước sau giờ cũng bật, quen chỗ quen biết, cái gì cũng vậy chứ, chỗ lạ là nó khác chứ, đúng không? Thằng quen lúc nào cũng dễ hơn. Cháu mua cái chảo cày này hả? Ừ. Là chảo này kêu bằng chảo gì? Vàng sới hay chảo? À cháu mua vàng chảo, chảo bán này mà chảo mới hay chảo cũ? À của dân hả? À như vậy thì bây giờ mình phải nói là cần mua chảo cày của máy cày 2601 đúng không? Cái này một ngày nó nuốt bao nhiêu lít dầu cho? Ừ. 30 lít đó hả? Một sào này mình lấy bao nhiêu tiền? À, 400 một sào. Một ngày máy mình xới được mẫu không? Hết không? À, đất này chú thấy nhai gãy răng à? À. Đất này nhai gãy răng ở trong. Đúng rồi. Ngày nếu cây này mẫu à? Mẫu thì được 2 triệu. Ha, 4 triệu. 4 triệu là 2 lượt. À 2 lượt hả? À. 4 triệu. Ngày hết can dầu trong. 30 lít. Ha? Gần triệu rồi. Ừ. 600 mấy. 500 mấy, 600. Ừ. Người phơi nắng với lại tiền hao mòn đồ nữa cho nó triệu đi, hao lưỡi nữa chứ bộ. Cháu tưởng lưỡi không hao à? Đúng không? Thôi kệ, kiếm bát gạo. Hả? Đúng rồi. Ngoài đất ngon thì mình xế. Ừ. Đất đỏ. Đúng rồi, đất đỏ. Ồ, con chó này chó gì hay đẹp quá ha. Chó nhà cháu hả? Dạ. À. Cái con sụp đuôi mất. À. Chó cỏ là chó ăn cỏ hả? Chó bình thường, chó ta. À. Chú tưởng chó cỏ là cái loại mà nó chuyên ăn cỏ như bò chứ. Để đi đỡ. Để đi vườn này đâu mà đi cỏ.